Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Huyền Azep Nguyễn. Mình rất vui khi gặp lại các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn may áo cổ tim nhé, viền cổ này 2 cm này. Mình đã chuẩn bị sẵn ở đây nhé, một áo rồi này, dây viền nhé. Dây trước khi đi can dây viền này, các bạn nhớ gập đôi dây viền này vào giúp mình. Và cắt chéo giúp mình tầm 2 phân nhé, xuống góc dưới này, bên đây cũng thế nhé. Các bạn cắt chéo giúp mình dây viền nhé, tầm 2 phân này. Sau đó các bạn đi can viền giúp mình này. Các bạn buộc hai mặt phải vào với nhau nhé. Các bạn can giúp mình một đường. Các bạn đã trùng kẻ giúp mình nhé. Nhìn nó là hàng kẻ này. Các bạn may trùng kẻ giúp mình nhé. Các bạn may trùng kẻ nhé. Sau khi can xong này, các bạn bấm giữa giúp mình này. Bấm giữa dây viền này. Các bạn cạo rẽ giúp mình đường may ra nhé. Cạo rẽ giúp mình đường may ra này. Xong các bạn cắt bớt giúp mình hai cái đầu của cái viền này nhé. Các bạn vặn chỉ máy hết cỡ giúp mình. Ghim cho mình một đường này. Ghim một ly nhé. Các bạn nhớ ghim cho mình một ly này. Cái đường viền này. Ghim một ly để khi một hai ly cũng được nhé. Tí mình tra vào cổ nhé. Các bạn ghim như này viền nó sẽ không bị vặn nhé. Các bạn may nhé, may cho mình 1-2 ly nhé. Các bạn cầm thẳng cho mình may như này, cái dây viền cổ mình nó phẳng, nó không bị vặn nhé. Các bạn cầm đều tay giúp mình, dây viền nó không vặn. Mình ghim xong này, các bạn chập giúp mình hai đầu này vào. Các bạn để bớt đi giúp mình một tí này, vì khi cái đầu nó dày mình may bao giờ nó cũng bay ra nhé. Thân này các bạn nhớ đánh dấu cho mình thân trước nhé, đứng ở chỗ tim này tí mình bổ này. Và thân sau này các bạn đánh dấu giữa cổ giúp mình này. Cổ tim sau này các bạn đánh dấu cho mình giữa cái cổ tim này giúp mình nhé. Tim thì các bạn đánh dấu giữa giúp mình này. Xong mình đi ghim cổ vào thân nhé. Các bạn giải vải ra. Để êm thôi nhé, để êm nhé. Khi các bạn may này thì bao giờ cái giữa cái đường can ấy và giữa cái tim nhá, các bạn đặt giúp đây cho mình, để êm nhá, cổ để êm, thân hơi kéo ra giúp mình một chút nhá. Các bạn ghim giúp mình, bạn chỉ về vị trí ban đầu nhé, các bạn ghim giúp mình được đường. Các bạn ghim làm sao cái tim của mình này đúng vào cái đường chỉ này, các bạn cắm xuống và kéo ra bên đây giúp mình. Thân các bạn hơi kéo giúp mình ra một chút nhá, nhưng mà đừng để cho nó bay nhá, để tí nó không bị rúm cái đầu tim nhá. Các bạn kéo ra đây giúp mình. Các bạn nhớ chạy 2-3 phân thì mình dừng lại này, thì mình kiểm tra cái tim, nếu mà được rồi mình quay ra nhá, mình sẽ quay luôn vòng quanh cổ nhá. Bạn kiểm tra cái tim giúp mình. Cái tim mình bổ xong này. Chưa là nữa. Cái điểm bổ tim của mình nhá, nó trùng đúng một đường chỉ này. Và rất là phẳng này.
bổ tim xong nhé, các bạn đi ghim giúp mình, chạy cho mình một đường xung quanh cổ giúp mình luôn. Cái đường phấn mình vừa ấy đánh dấu nhé, sẽ trùng với điểm thân sau của mình này. Các bạn kéo phẳng ra giúp mình, đường may các bạn lật luôn về thân sau giúp mình nhé. Các bạn để gá là chạy cho mình một cái gá là 7 ly, nếu không có gá thì các bạn kè bằng mắt nhé. Chạy giúp mình một 7 ly này. Các bạn kéo này, các bạn nhớ kéo trùng nhé, hai điểm phấn mình vừa đánh dấu với nhau nhé, đừng may lật về thân sau giúp mình. Đây là kẻ nha các bạn, cứ chạy ra đường kẻ giúp mình nó sẽ thẳng nhá. Cái cổ nó không bị ngoằn nghèo, nó theo kẻ nó không ngoằn nghèo nhá. Các bạn ghim để ý nhé, không thì sợ xì thân dưới nhé. Vừa ghim nhé, các bạn vừa kéo giúp mình cho phẳng nhé, kéo căng hết cỡ giúp mình, đừng để cho xì thân dưới nhé, kéo căng hết cỡ giúp mình. Các bạn cứ nhớ chạy vào cái đường kẻ cho mình, nếu đường kẻ mình cắt thẳng rồi mình cứ chạy theo đường kẻ đi, cái lên cái kẻ nó rất là đều nhá. Ghim xong các bạn kiểm tra giúp mình không có bị xì không nhá, nếu mà xì thì mình sẽ may lại luôn nhá, không mình ra mình bắt sổ nhá. Mình ghim xong này, cái cổ của mình chưa là nhá, các bạn nhìn nhá, nó phẳng rồi này. Giờ mình sẽ đi bắt sổ vào cổ nhé. Các bạn để ý nhé, cầm đều tay thì cái cổ nó sẽ êm nhé, nó không bị thừa, không bị rúm nhé. Mình giờ đi bắt sổ này. Mình vừa bắt sổ xong nhé. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn giễu lốt cái cổ áo này, là mình hoàn thành may viền cổ này. Các bạn giễu giúp mình một chân vịt nhé. Giễu giúp mình một chân vịt nhé. Nhớ vuốt hết thân áo cũng giúp mình nhé. Các bạn nhớ vuốt hết thân áo giúp mình. Để nó bị thừa nhé. May xong lên nó bị vặn nhé. Mình chưa là nhé, cái tim của mình nó rất là phẳng luôn này, mình là rồi nó sữa xuống rất là đẹp nhé. Rồi mình đi là nhé. Vậy là mình đã hướng dẫn các bạn may xong viền cổ tim của áo nhé. Các bạn thấy video của mình hay và hấp dẫn, hãy like, đăng ký và chia sẻ giúp mình. Chúc tất cả các bạn may thành công. Chào các bạn.